Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của hai vợ chồng mình. Hôm nay mình chia sẻ đến mọi người cách làm nước mắm chua ngọt và đồ chua nha. Nguyên liệu để pha nước mắm là gồm có nước mắm nè, mình có đường nè, mình có ớt bằm và tỏi bằm, mình có nước cốt chanh, mình có nước ấm. Và nước mắm ở đây là mình sử dụng cái loại nước mắm Việt Hương nha mọi người. Nguyên liệu để làm đồ chua đó, ở đây mình có hai củ cà rốt nè, một củ cải trắng nè, giấm nè, đường và muối. Thì bây giờ mình sẽ làm đồ chua trước nha. Mình sẽ dùng một cái loại bào như vậy để mình bào cà rốt và củ cải trắng nha mọi người. Rồi mình sẽ bào. Đây là củ cải và cà rốt sau khi mình đã bào ra rồi đó mọi người. Đó thì bây giờ mình sẽ ướp vào đây là khoảng 2 muỗng muối. Mình ướp muối để mình cho cái củ cải với lại cái cà rốt cho nó có cái độ giòn đó mọi người. Đó mình sẽ ướp vào đây là muối nha. Mình ướp mình để là khoảng 10 phút. Rồi bây giờ hãy cùng mình pha nước giấm để làm đồ chua nha mọi người. Mình pha theo tỷ lệ là 1:1. Mình sẽ dùng là 1 cắp đường và 1 cắp giấm. Mình pha theo tỷ lệ 1:1 nha mọi người. Đó, mình sẽ quậy cho đường và giấm cho nó tan ra. Đồ chua sau khi mình ngâm với muối được 10 phút đó mọi người, thì bây giờ mình sẽ xả lại bằng nước lạnh nha. Mình sẽ xả hết cái muối trong này đi. Đây là củ cải trắng và cà rốt sau khi mình đã xả nước lạnh và mình vắt cho nó khô đó mọi người, vắt cho nó ráo nước đi nha. Rồi mình sẽ đổ cái giấm và đường hồi nãy mình pha đó, mình sẽ đổ vô đây mình ngâm nó. Cái tỷ lệ giấm đường hồi nãy mình pha là theo tỷ lệ 1:1 đó mọi người, 1 đường 1 giấm. Rồi bây giờ mình sẽ đổ vô nha. Rồi mình sẽ ngâm cái cà rốt với lại cái giấm đường này, cà rốt củ cải trắng giấm đường này cho nó ngập. Rồi mình đã có được một thối đồ chua để mình ăn kèm với nước mắm. Mình sẽ để trong vòng 1 tiếng sau là mình ăn được. Còn nếu mà ăn không hết á, mọi người có thể để bảo quản trong ngăn mát của tủ lạnh để lâu ăn được nha mọi người. Đây mình có một cái thố đồ chua đây nha mọi người. Rồi bây giờ hãy cùng mình pha nước mắm nha mọi người. Mình pha ở đây theo tỷ lệ là 1:1:2, có nghĩa là 1 đường 1 mắm và 2 nước. Đó, bây giờ là mình có là 1 cắp nước nè mọi người. Đây là 1 cắp nước. Nước ấm nha mọi người. Rồi mình cho vào đây là 1/2 cắp đường. 1/2 cắp đường. Mình sẽ quậy cho đường và nước này cho nó tan cái đường hết cái đường ra ha. Rồi mình tiếp tục mình cho vào đây là 1/2 cắp nước mắm. Nước có 1 quả chanh ở đây mình vắt ra nó là được 1/3 cắp nha mọi người. Nó tương đương nó khoảng là 79 ml. Đó, mình sẽ đổ cái nước cốt chanh vô đây. Đó là khoảng 2 muỗng tỏi.
ớt thì tùy theo cây nhà mình ăn nha. Đó, mình cho đây là khoảng 1 muỗng ớt nè. Đó, mình có một chén nước mắm nè mọi người. Chén nước mắm chua ngọt mình đã làm xong rồi nha. Cái phần ớt tỏi nó nổi lên trên bề mặt trông rất là đẹp. Nước mắm mình làm theo công thức này đó, mình có thể mình ăn được gỏi cuốn nè, bún chả nè, bánh xèo, bánh cuốn, cơm tấm nè, bún thịt nướng nè và nhiều các món ăn khác. Còn cái phần đồ chua đó mình làm theo công thức này đó thì nó sẽ rất là giòn và ngon, mình có thể ăn ngay được. Nếu mình ăn không hết đó mình có thể bảo quản để trong keo, bỏ vào trong ngăn mát của tủ lạnh để lâu ăn được nha. Như vậy mình đã chia sẻ xong cách làm nước mắm chua ngọt và đồ chua nha. Chúc mọi người thành công và mong mọi người ủng hộ channel cho vợ chồng mình bằng cách đăng ký, share, like. Hẹn gặp mọi người trong những cái video tiếp theo. Chúc mọi người có một ngày thật là vui. Bye bye.